chào tất cả các bác đến với kênh Cao JBL Hoàng Mai các bác nhé. Một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh mỹ bãi và đồ. Hôm nay em về một đôi 473X. Em cũng vừa vui xong, chưa kịp phải lau chùi gì, em nó đẹp dạng người luôn các bác nhé. Màng bát nó vẫn còn 3 khoang à. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Anh em nào quan tâm liên hệ Cao JBL Hoàng Mai để xử lý em nói nhá. Em nghĩ là đôi này chắc là cũng không giữ được lâu đâu. Nó quá hoát luôn các bác nhá. Hai bát 30 này. Đây các bác nhìn cho kỹ nhá. Còn em sẽ mở lối thất sau. Nếu mà em test nhanh để gửi đến tâm hình đầu tiên cho các bác. Chật cho nên là cũng không xoay sở được nhiều. Đây các bác, chiêm ngưỡng độ mới của nó này, sắc nét luôn. Các cái chỗ góc ghép này có thể tuốt lại một chút nhá, chứ không phải như mọi đôi là tuốt lại tất các bác nhá. Đẹp xuất sắc rồi các bác nhá. Các bác nhìn cái bát thì các bác biết rồi. Không phải quay nhiều thì cho nó mệt ra. Các bác quan tâm alo em Cao JBL Hoàng Mai nhá, theo hai số điện thoại đã ghi trên bài. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai các bác nhá. Đây em quay lại cho bác một lần nữa. Khủng khiếp luôn các bác nhá. Còn bác nào quan tâm thì cứ alo em Cao sẽ gửi chi tiết hình ảnh từng ly từng tí một. Đây là quay báo các bác là hàng về. Một lần nữa nó phun đôi bát 30. Tép của nó là từ 22 côn 100, có cộng thêm một tiếp tép xì. Nói đến 473X thì các bác quá biết rồi. Chơi gia đình thì nó là số 1 rồi, thì không thể thể hơn được. Nên mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ theo hai số điện thoại trên màn hình nhá. Em ở Hoàng Mai, Hà Nội. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác đã xem clip của em nhá. Bác nào quan tâm thì alo em ngay nhá. Con này chắc là mất rất là nhanh. Theo hai số điện thoại trên bàn đây em đây. Và em cũng sẽ có clip mà mở nội thất em nó các bác nhá. Nhưng mà em nó đẹp ngay rồi, không cần phải suy nghĩ một điều gì. Các bác nhanh tay gọi cho Cao JBL Hoàng Mai các bác nhá.